Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái tip nữa của Premiere, đó chính là cái tip tạo phim xưa cũ, hiệu ứng phim xưa, hay người ta hay gọi là VHS á. Thì ở đây các bạn cần chuẩn bị gì nè? Chúng ta cần chuẩn bị một vài cái background như thế này. Các bạn có thể search trên YouTube là VHS effect background để chúng ta lấy những cái hiệu ứng như thế này nè các bạn. Để chúng ta gắn vào video. Đó. Thì bên dưới video mình có chia sẻ luôn cái playlist này ha, gồm 100 cái effect có sẵn để chúng ta gắn vào video thôi. Đó, mình đang mở demo cho các bạn nè, các bạn thấy là giống như những cái thập niên 90 rồi mình quay phim bằng băng á, băng nó bị nhiễu sóng này kia đó. Bắt ra VHS để mình demo cho các bạn xem. Và bên cạnh đó mình có một cái effect để mình chèn vào cho Premiere nữa. Thì cái này là cách thứ hai ha, bây giờ mình là cách đầu tiên trước. Thì đầu tiên các bạn cứ tìm một cái video nào đó bất kỳ của các bạn thích là được ha. Bạn nào không có lên YouTube tìm luôn, đào xuống về làm thử không có gì hết. Đó, ở đây mình có một cái video demo. Bước đầu tiên mình sẽ chọn có cái effect nào mình đừng ý ha, ví dụ cái này đi. Đó, cái này cũng được nè. Bây giờ mình sẽ kéo vào Premiere. Đó. Rồi nó che hết clip mình luôn. Các bạn sẽ chọn cái lớp trên cùng này nè. Và chúng ta sẽ chọn Blending Mode nè, là Screen, là xóa cái phần đen đi. Đó các bạn thấy không, hiệu ứng mình nó đã hiện ra nè. Đó. Bạn nào muốn thấy hiệu ứng rõ hơn thì mình dùng cái khác. Nhiều ứng lắm mọi người ơi, tha hồ chọn lựa ha. Ví dụ như cái này đi, kéo vô nè. Các bạn lưu ý ha, đừng có kéo đè, đây là mất clip của mình luôn. Mình sẽ kéo lên một tí, đó. Vẫn là chọn lớp trên cùng nha. Và Blending Mode ở đây mình chọn là Screen để xóa cái đen. Đó. Mà thấy hiệu ứng nó nổi lên rồi nè ha. Và clip gốc của mình á, mình sẽ chỉnh thành trắng đen. Tin. Nè, đây mình có tin, lệnh là tin. Bạn nhớ nó là với bạn gõ nó giống mình vậy nè. Bạn kéo qua cái ô cái video của mình nè. Đó, bạn thấy lập tức nó trắng đen. Và bạn thấy nó xưa liền. Lạ lùng vậy ha, cứ mình cứ kéo trắng đen là nó xưa mà thêm cái hiệu ứng VFX vô nữa là trắng đen nó còn xưa dữ nữa ha. Rồi giờ mình thử một cái khác nữa ha. Thì mình kéo cái này đi. Cũng chọn lớp trên cùng. Chọn lên Blending Mode là Screen. Đó, các bạn thấy không? Bạn nào mà thấy trắng đen mà các bạn thích có màu ngà ngà thì các bạn cứ giảm 100% xuống nè ha. Mình đang nói cái phần clip gốc của mình là clip trắng đen nè. Bạn muốn bớt trắng đen thì các bạn giảm 100% này xuống. Đó, các bạn thấy hình nó tái tái không? Màu gốc của mình là như thế này nè. Mình kéo lưng lưng khoảng 50% thì màu sẽ tái tái như thế này. Đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong một cái cách đơn giản để tạo cái video xưa cũ. Đó, dành cho chúng những bạn mới, dành cho chúng ta những người mới mới làm quen Premiere thì chúng ta có thể tạo ngay một cái clip rất là đơn giản như thế này mà lại rất là hiệu ứng rất là đẹp ha. Đó, các bạn thấy không? Rõ ràng. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đến cách thứ hai. Cách thứ hai thì nó hơi cầu kỳ một tí ha. Rồi ở đây mình sẽ kéo cái demo thứ hai lên. Ở đây mình không có làm tiếng động thì mình bỏ cái phần tiếng đi. Mình sẽ tạo cái video của mình nè, mình sẽ tạo thành 3 lớp. Sau khi tạo thành 3 lớp như thế này thì trước tiên thì chúng ta sẽ cài cái effect này vô nè các bạn. Này gọi là VFX effect của Premiere. Thì muốn cài vào thì các bạn sẽ vào effect nè. Chúng ta lít chuột phải nha. Và chúng ta sẽ có một cái import preset. Và chúng ta chọn đây. Và chúng ta open là được ha. Ở đây mình cài rồi. Thì các bạn sẽ search với từ khóa là VHS.
Thì ở đây mình có ba cái này ha. Mình sẽ thấy là có RGB nè, GBR nè ha. Thì mình sẽ chọn lớp trên cùng. Mình chọn R100. Bước này hơi rắc rối ha, các bạn lưu ý kỹ với mình tí. Lớp trên cùng R100. Lớp thứ hai RG G100. Và lớp cuối cùng là RB100. Đó. Nan giải ghê chưa? Nhiều khi mình cũng không nhớ bước này luôn mọi người ơi. Các bạn lưu ý ha, giờ mình nói lại nè. Trên cùng là R100, chúng ta phải note lại nha mọi người để quên đó. Ở giữa là RG. Và dưới cùng là B. Ha. Giờ mình làm lại cái nữa đi. Chân xét lại nè. Lớp trên cùng là R100. Lớp giữa là G. Và lớp dưới cùng là B. Và khi chúng ta chạy, các bạn thấy clip mình nó đang bị nhòe, giật 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 và nhòe. Phim nó bị lóe ra các bạn ha. Đó. Đúng là hiệu ứng xưa rồi nè các bạn. Mà chưa xong, mình còn cái này nữa nè. Cái VFX effect là nó sẽ nằm trên cùng. Mà để tạo một cái lớp trên cùng thì ở đây mình sẽ qua phần project nha, các bạn nhớ note lại trong giấy cho nó dễ nha các bạn nha. Hơi nhiều bước á. Phần project này nè, thì mình sẽ chọn cái new item. New item và chúng ta chọn adjustment layer. Là nó sẽ hiện ra đây và mình sẽ kéo qua đây. Nó là một cái lớp trong, lớp lớp đen trong suốt ở trên thôi, không có gì hết, nhưng mà mình sẽ tạo effect cho nó. Rồi các bạn sẽ quay lại effect nè. Mình kéo lớp cuối cùng này qua. Các bạn thấy nó có cái làn không? Ngang người mình nè. Làn này nè. Đó. Rồi. Cũng cũng khá là đơn giản. Đối với mình thì mình làm rồi thì mình thấy đơn giản đó. Các bạn mà nào mới làm thì chúng ta nên note ra giấy trước đi, rồi chúng ta làm. Đó. Các bạn nào muốn nó có noi, nó có hạt thêm một tí nữa thì mình sẽ kéo effect này, mình kéo qua thôi. Đó. Cũng chọn lớp trên cùng nè. Blending mode screen. Nãy giờ mình làm nãy giờ đó. Rồi, vậy là xong. Nói chung là khi mà mình chia sẻ với các bạn thì mình luôn muốn những cái gì nó đơn giản nhất thôi. Thật ra mà nếu mà đúng ra đó thì chúng ta phải tự tay chúng ta tạo ra những cái noi này luôn, những cái con trùng bò bò này đó. Là đúng theo từng bước của mình là mình phải tự làm những cái hiệu ứng này luôn. Nhưng mà mình nghĩ thôi, nếu mà có sẵn như thế này thì các bạn cứ gán vào cho nó dễ ha. Còn cái phần mà màu lé 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 thế này thì chúng ta cũng cần thiết để gắn vào cho nó đẹp hơn. Ví dụ như cái này thì nó đơn giản quá nè, nó không có màu, nó không cũng chỉ, nó còn khá là rõ nét ha, nó chưa có bị cũ lắm. Nhưng mà qua cách thứ hai các bạn thấy cái hình của mình nó rất là cũ nữa ha. Đó, mình mà cho trắng đen vô là cũ xì luôn. Nhưng mà nó có mấy cái hiệu ứng rì rì thế này là bắt buộc phải tự mình làm ha. Cái phần hiệu ứng này đó là chỉ để chèn vào cho cái hình ảnh mình nó thêm là cũ cũ một tí thôi, chứ mà nếu mà đúng ra thì cái bài làm cách thứ hai nó sẽ đẹp hơn ha. Nhưng mà tới đây thôi là được rồi, là video chúng ta quá bực phết rồi, không có cần mà tự tay mình tạo thêm mấy cái hiệu ứng cũ cũ lăng quăng này nữa. Chúng ta cứ add sẵn những cái VFX có sẵn trên YouTube là được ha. Và chúng ta có thêm một cái lớp nữa, đó chính là lớp có chữ play thế này. Bạn nào muốn gắn vào thì chúng ta sẽ gắn thêm vô ha. Mình cũng lấy từ trên YouTube mình đào xuống luôn. Cũng chọn effect control blending mode là screen. Đó, các bạn sẽ thấy nút like đây, tại cái do cái nền của mình hơi sáng á, nên là sẽ không thấy rõ lắm. Đó. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, và nhớ đừng quên nhấn subscribe cũng như like và share video để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Leo Media,
Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và chúc bạn cũng sẽ thành công với clip này luôn. Hiệu ứng VHS trên Premiere.